Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel ngày hôm nay của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giúp tất cả mọi người cách khắc phục được lỗi mà bảo trì game. Đây, mình mới vô thì bị như thế này thì phải làm thế nào? Thì phải làm như thế này này. Bước đầu tiên mọi người thoát ra và mọi người vào phần cài đặt của máy. Mọi người tìm vào nơi thông tin ứng dụng của game nha mọi người. Mỗi máy là mỗi khác, máy mình cũng khác tất cả mọi người nên bước này mình không có thể hướng dẫn cho tất cả mọi người được, nhưng mà phần này nằm ở trong máy á. Đây, ứng dụng đã cài đặt và mọi người sẽ tìm ra ứng dụng mà mình đã cài đặt. Đây, ứng dụng có tên là Play Store. Và vào đây rồi mọi người hãy bấm vào chữ xóa dữ liệu. Mọi người xóa xong rồi á là sẽ nó hiện ra chữ không không bơ nha mọi người. Đó, nó sẽ hiện ra chữ không không bơ ở đây. Thì mọi người thoát ra. Mọi người lên cửa hàng CH Play hoặc iPhone thì lên ở App Store. Đây, cửa hàng CH Play, và mọi người hãy tìm cho mình từ khóa có tên là VNP. Trong tất cả cái này thì cái nào cũng được hết, nhưng mà hiện tại là của mình đang dùng cái này, cái mà có quả táo á. Đây, VPN. Đó, VPN đây. Ok, tải xong rồi mọi người chỉ cần bấm mở lên thôi. Mở nó lên rồi thì mấy cái không cần phải đánh giá đâu. Thì mọi người bấm vào chọn quốc gia nha mọi người. Thì mình chọn Pháp. Mọi người bấm vào chữ Free trên này để chọn quốc gia này. Xong rồi là mọi người bấm kết nối nha. Đó, kết nối xong thì mọi người mở nha. Trước khi mà mở game, trước khi mà thoát cái ứng dụng ấy ra đó, thì mọi người phải có trên máy phải có hiển thị cả hai cái màu đỏ màu xanh này này mới có thể được nha mọi người. Chứ không phải có vài bàn mà mới chạy sóng chuyển vuông sóng rồi mọi người lại tạp cái, mọi người xóa cái tạp VPN đâu. Mọi người xóa cái tạp là sẽ không được nha mọi người. Phải, mọi người phải để cho nó chạy mới được. Đây thì mình đã vào rồi, chắc chắn 100% luôn. Nếu mà bạn nào cảm thấy một video clip này mà hay thì mọi người hãy nhớ like, subscribe để giúp mình có nhiều động lực để làm những video mới hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này rất nhiều. Đó, bảo trì làm khó với chúng tôi à. Nếu mà các bạn gặp những vấn đề gì về khó khăn thì mọi người hãy bình luận ở phía dưới nhé. Và bây giờ vào game thôi.